Trà Vinh đây rồi các bạn ơi. Từ Sài Gòn xuống đây như vậy là mất là kể cả ăn cơm, nghỉ ngơi là cũng mất gần 3 tiếng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào đầu thành phố Trà Vinh. Và trời có mưa nhỏ rồi các bạn ạ. Trời u ám suốt từ chiều tới giờ và bây giờ thì bắt đầu là mưa nhỏ rồi. Do đó là chúng ta sẽ đi một vòng quanh thành phố Trà Vinh. Đây đang có một cái giải Việt dã. Sở công an rồi, to lắm. Bắt đầu vào thành phố Trà Vinh thì có một cái hàng cây, cái này gọi là cây có lẽ là cây gõ thì phải. Rất đẹp các bạn ạ. Tiếc quá lại mưa. Như vậy là ngày mai buổi sáng thì mới có thể là bay Flycam được các bạn ạ. Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh cũng có một cái hội trường rất lớn. Đấy các bạn thấy cái hàng cây ở giữa bên tay trái đấy là một hàng cây rất đẹp. Còn bên phải là hàng cây nhỏ thôi mới trồng. Nhà khách tỉnh Trà Vinh, tức là nhà khách của ủy ban rồi. Mấy tỉnh miền Tây này có cái một cái hệ thống siêu thị gì ấy là Go, không biết của nước ngoài hay của Việt Nam ta. Vừa tới nơi thì mưa. Nhưng không sao, mưa thì mới có khi lại đẹp. Đền thờ Bác cách đây 6 cây. Trung tâm thành phố Trà Vinh 2,6 cây, mình sẽ đi bên tay phải để vào trung tâm thành phố Trà Vinh. Trà Vinh đường đẹp đấy, lâu lắm tôi không đi các bạn ơi. Chết rồi, mưa lớn rồi, vào càng vào trung tâm càng mưa lớn rồi. Chào buổi sáng. Chúng ta đang vào trung tâm thành phố Trà Vinh nha các bạn. Nhưng bây giờ phải đi kiếm cái gì ăn á.
này là đường, chúng ta sẽ phải vào đường Nguyễn Đáng. Qua đánh Google cứ Nguyễn Đăng là không tìm được. Đây là một con đường rất lớn của Trà Vinh các bạn ạ. Bên phải là cái chùa gì đây? Cũng là một cái chùa Miền các bạn ơi. Đây là một ngôi chùa Miền các bạn ạ. Trên bức tường ngôi chùa này có gắn những cái biển, chắc là biển của những người đóng góp. Đây là Thạch Phước Tâm US 200 USD. Như tôi đã nói với các bạn đấy, Trà Vinh là một cái vùng đất mà có sự giao thoa giữa ba nền văn hóa, người Khmer, người Hoa và người Việt. Thì đây là một cơ sở trung tâm văn hóa người Hoa Trà Vinh này, các bạn thấy không? Đấy, cơ sở văn hóa rất là hoành tráng. Và bên cạnh này là có cái bảng là trường mầm non tiểu học Tân Minh Chí, có chữ Việt và chữ Hoa luôn. Và bên trong chắc là một ngôi chùa các bạn ạ. Thể hiện rất rõ là văn hóa Trung Hoa. Trong kia thì vẫn treo cờ Việt Nam và chữ Trung Hoa. Đây là Thiên Hậu Cung. Đúng rồi, đây là một con đường cũng trung tâm của Trà Vinh đây. Rất lớn. Bên kia có quán phở Quốc, quay lại ăn phở đi. Quyết định là quay lại ăn phở các bạn ạ. Bên này có quán phở Quốc. Thôi phở Quốc xong rồi, lại cà phê thôi, thói quen rồi thì biết làm sao bây giờ. Cà phê Nét bên kia có cái cà phê là cà phê Nét là ở đâu nhỉ? Rồi cà phê Nét luôn. Mình là người của Nét mà.
tôi cái cà phê nét bạn ạ. Mà mình là người của nét rồi cho nên uống cà phê nét thôi. Con này cà phê nhỏ thôi, cũng bình thường thôi nhưng mà tiện uống luôn, còn làm việc. Quán bình dân thôi. Dễ trái mới là trung tâm. Alo. Đây. Đấy, ông ho rồi, chết rồi. Đi đi. À, sốt 39 độ. Đang ở Hà Nội. Ở đâu? À, ok. Tốt. Hả? Không dám đi, ông cách ly đi, ông còn có vấn đề rồi. Lẹt kẹt, lẹt kẹt, nó là chết rồi. Những năm có điện không? Hả? Những năm ảnh có điện không? Không, trưa nay Cẩn đang rủ đi nhậu với anh Năm mà tôi đang đi công tác rồi. Thank you.
trái ta có hai vị sư đang đi hành khất, mang cặp lồng đi. Thank you.
chợ. Bên phải, bên phải là chợ Trà Vinh đúng rồi. Bên phải là chợ Trà Vinh. Trước xuống thì con đường người đang sửa. Dưới phải con đường Thánh Tôn xem nào. Ôi những con đường nhỏ này thì nhưng mà cây đẹp quá. Phải là sở Tư Pháp. Trước mặt này là đường Lê Lợi. Thank you.
tải cho này. Trái vào đường Trần Phú. Trời ơi, sao lại cho rẽ trái ta?